Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hai năm sau khủng hoảng địa ốc, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp từ hạ lãi suất, nới lỏng quy định mua nhà đến khuyến khích đầu tư nhằm vực dậy thị trường. Thế nhưng các ông lớn địa ốc nước này vẫn liên tiếp ngã quỵ. Theo Reuters, các nhà chức trách Trung Quốc muốn rằng mọi rủi ro do ách tắc thanh khoản của Country Garden gây ra sẽ không lan sang cả nền kinh tế. Trước tiên là tháo gỡ khó khăn về thanh khoản của Country Garden trong phạm vi tỉnh Quảng Đông. Các nguồn tin cho biết, không khó hiểu khi bảo hiểm Bình An được lựa chọn bởi tập đoàn này có trụ sở tại Quảng Đông và cũng là cổ đông lớn của Country Garden. Sau khi Reuters đưa ra những thông tin trên, bảo hiểm Bình An cho rằng họ không còn nắm giữ cổ phần của Country Garden nữa. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, tính đến ngày 11 tháng 8, tập đoàn bảo hiểm này vẫn còn nắm giữ 4,99% cổ phần Country Garden. Hiện cổ đông lớn nhất của Country Garden với tỷ lệ sở hữu khoảng 52% là Giang Hồ Giang, doanh nghiệp do cha con chủ tịch Country Garden đồng sáng lập. Tính đến cuối tháng 6, các khoản đầu tư bất động sản của bảo hiểm Bình An thông qua các quỹ bảo hiểm đang ở mức 209,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,64 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4,5% tổng tài sản đầu tư bảo hiểm. Vào năm 2019, chủ tịch bảo hiểm Bình An khi đó là Alex Grant nói rằng tập đoàn đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư liên quan đến bất động sản và đang xem xét đầu tư hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào các căn hộ cho thuê dài hạn và nhà ở xã hội. Theo thông tin của Reuters, vào năm 2021, nhà chức trách Trung Quốc đã theo dõi các khoản đầu tư của bảo hiểm Bình An vào thị trường bất động sản và yêu cầu tập đoàn này ngừng bán các sản phẩm đầu tư thay thế vốn gắn liền với lĩnh vực nhà đất. Bất động sản Trung Quốc có cửa hồi sinh khi được bảo hiểm ra tay cứu. Được thành lập vào năm 1988 với khởi đầu là một công ty bảo hiểm tài sản, bảo hiểm Bình An sau đó mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng, đầu tư và quản lý tài sản. Bảo hiểm Bình An đang cạnh tranh với China Life để trở thành tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc tính theo giá trị thị trường. Tính đến tháng 6, bảo hiểm Bình An có tổng giá trị 11,47 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,58 nghìn tỷ đô la Mỹ với 229 triệu khách hàng. Những năm gần đây, bảo hiểm Bình An đã dành 1% doanh thu hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, như tập trung vào các công nghệ mới, nâng cao chuyên môn về lĩnh vực công nghệ tài chính và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm Bình An là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên của Trung Quốc nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài như Morgan Stanley và Goldman Sachs vào những năm 1990. Năm 2002, HSBC nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn này. Vào năm 2017, Bảo hiểm Bình An cho biết họ đã sở hữu 5% cổ phần HSBC và sau đó tăng tỷ lệ sở hữu lên. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của HSBC, Bảo hiểm Bình An đã tư vấn để ngân hàng này tách hoạt động kinh doanh ở châu Á, góp phần gia tăng lợi nhuận. Bảo hiểm Bình An gia nhập thị trường Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2004 và 3 năm sau đó đã niêm yết ở Thượng Hải. Thông tin được đăng trên báo Vietnamnet. Theo báo Vietnamnet, nếu tính theo doanh thu, hiện Country Garden là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Trước đây, doanh nghiệp này được xem là có khả năng tài chính mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành như China Evergrande Group. Doanh nghiệp đã vỡ nợ vào cuối năm 2021. Vào cuối tháng 6 năm 2023, Country Garden có tổng nợ phải trả là 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, 191,46 tỷ đô la Mỹ, gồm gần 11 tỷ đô la Mỹ trái phiếu nước ngoài và 6 tỷ đô la Mỹ khoản vay nước ngoài. Mặc dù nợ của Country Garden chỉ bằng 59% so với China Evergrande Group, nhà phát triển mắc nợ nhiều nhất thế giới, nhưng họ có hơn 3.000 dự án đang được phát triển trên toàn quốc, so với khoảng 800 dự án của Evergrande. Các cơ quan quản lý và người mua nhà đang theo dõi liệu những khó khăn về thanh khoản có khiến Country Garden hoàn tất được các dự án và bàn giao nhà hay không. Đại diện Country Garden đã nhiều lần nói rằng việc bàn giao nhà là ưu tiên hàng đầu của công ty. Việc giới chức chỉ đạo một công ty tiếp quản công ty khác không phải chưa từng có tiền lệ tại Trung Quốc. Nhưng nếu xảy ra, đây sẽ là một trong những động thái can thiệp mạnh tay nhất đến nay của Trung Quốc nhằm giải cứu lĩnh vực bất động sản đang ngập trong nợ nần và thiếu thanh khoản. Theo VN Express, thị trường bất động sản Trung Quốc rơi vào khủng hoảng từ giữa năm 2021. Khi đó, hàng loạt doanh nghiệp từ các hãng tư nhân lớn như China Evergrande Group đến các công ty được chính phủ hậu thuẫn như CIFI Holding đều gặp khó về dòng tiền và khả năng trả nợ. Nguyên nhân được cho là chính sách ba làn ranh đỏ của Bắc Kinh được tung ra nhằm giảm rủi ro hệ thống bằng cách hạn chế khả năng vay mới của các công ty bất động sản. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến nhiều hãng địa ốc nước này vỡ nợ.
Hai năm qua, có khoảng 50 hãng đã vỡ nợ trái phiếu nước ngoài với quy mô 100 tỷ đô la Mỹ, theo JP Morgan. Những doanh nghiệp thoát vỡ nợ thì luôn trong tình trạng bấp bênh và khó vay vốn mới. Đến giữa năm ngoái, tình hình càng nghiêm trọng, giá nhà tại Trung Quốc liên tục lao dốc, nhiều dự án đình trệ vì thiếu vốn, làn sóng ngừng trả nợ mua nhà bùng lên khắp nơi, chiến dịch chống Covid-19 cứng rắn của Trung Quốc càng giáng đòn lên niềm tin trên thị trường. Bất động sản hiện đóng góp tới 25% GDP Trung Quốc. Rắc rối của lĩnh vực này vì thế đang châm ngòi cho lo ngại gây ra khủng hoảng tài chính trên diện rộng. Bắc Kinh vì thế phải thay đổi chính sách, tìm cách vực dậy ngành này. Tháng 3 năm 2022, chính phủ Trung Quốc ngừng chương trình thử nghiệm áp thuế bất động sản. Họ cũng liên tiếp thúc giục các tổ chức tài chính hỗ trợ ngành này. Đến tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh tung kế hoạch 16 điểm nhằm cứu thị trường bất động sản đã được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC và Ủy ban Quản lý Ngân hàng Bảo hiểm Trung Quốc CBIRC đưa ra hồi giữa tháng. Kế hoạch này cung cấp hướng dẫn cho giới chức tài chính trên cả nước tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản của các doanh nghiệp và sẽ nới lỏng tạm thời hạn chế về vay ngân hàng. Việc này đánh dấu nỗ lực toàn diện của Trung Quốc nhằm giải cứu thị trường mà cựu thống đốc Ji Yang từng kỳ vọng sẽ hạ cánh mềm. Vài tuần sau đó, hàng loạt ngân hàng Trung Quốc thông báo sẽ bơm hàng trăm tỷ đô la Mỹ vào bất động sản. Đây được coi là thành công bước đầu của kế hoạch này. IMF kêu gọi Trung Quốc để các hãng bất động sản không có khả năng phục hồi rời thị trường. Họ cho rằng việc Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp yếu thế tiếp tục hoạt động sẽ kìm hãm đà phục hồi của ngành này. Theo Reuters, một tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc đã cho tập đoàn Evergrande thời hạn 5 tuần để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ hoặc phải bị phá sản. Động thái này diễn ra sau khi tòa án quyết định tạm hoãn phiên đầu trần cuối cùng lại và nhà phát triển bất động sản Trung Quốc cho biết đang điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu nợ. Tòa án tối cao Hồng Kông đã đồng ý hoãn phiên điều trần cuối cùng của tập đoàn Evergrande đến ngày 4 tháng 12. Thẩm phán Linda Chan cho biết đây sẽ là phiên điều trần cuối cùng trước khi quyết định số phận của doanh nghiệp này. Theo thẩm phán Linda Chan, tập đoàn Evergrande cần đưa ra một phương án tái cơ cấu cụ thể trước ngày 4 tháng 12. Nếu không, khả năng rất lớn là công ty sẽ bị phá sản. Kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ nước ngoài trị giá 23 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Evergrande đã bị hủy bỏ vào tháng trước khi nhà sáng lập tập đoàn, tỷ phú Hứa Gia Ấn được xác định đang bị điều tra vì nghi ngờ có hành vi phạm tội. Do công ty con thuộc lĩnh vực bất động sản đang bị điều tra, tập đoàn Evergrande đã bị các cơ quan quản lý Trung Quốc cấm phát hành trái phiếu mới bằng đồng đô la, một phần quan trọng trong kế hoạch tái cơ cấu. Luật sư của tập đoàn Evergrande nói trước tòa hôm thứ Hai rằng công ty có kế hoạch kiếm tiền từ giá trị của hai công ty con niêm yết ở Hồng Kông. Nguồn tin của Reuters tiết lộ tập đoàn Evergrande đã đàm phán với một số trái chủ về kế hoạch tái cơ cấu mới trong hai tuần qua. Kế hoạch tái cơ cấu mới này sẽ cho phép các trái chủ chọn hoán đổi trái phiếu của họ thành vốn chủ sở hữu và trái phiếu của công ty con niêm yết, đó là Evergrande Property Services Group và Evergrande New Energy Vehicle Group. Tập đoàn Evergrande không đưa ra bình luận về thông tin trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!